Kính chào quý khán giả, mời quý khán giả đến với chương trình Thời sự tối của truyền hình Thành phố Cần Thơ. Hôm nay thứ Bảy ngày 12 tháng 11 năm 2022, chúng tôi sẽ chuyển đến các nội dung đáng chú ý sau đây. Thủ tướng Chính phủ yêu cầu khắc phục tình trạng thiếu hụt xăng dầu cục bộ ngay từ hôm nay 12 tháng 11, khẩn trương rà soát đề xuất sửa đổi bổ sung nghị định số 95 về kinh doanh xăng dầu theo trình tự thủ tục rút gọn. Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ họp lấy ý kiến thông qua nội dung dự thảo các tờ trình tại kỳ họp thường lệ cuối năm của Hội đồng nhân dân thành phố. Khoai lang và tổ yến là hai mặt hàng tiếp theo sẽ được xuất khẩu chính ngạch vào thị trường Trung Quốc. Thưa quý vị, thời gian vừa qua, thị trường xăng dầu trong nước có hiện tượng một số doanh nghiệp kinh doanh bán lẻ xăng dầu đóng cửa, tạm ngừng kinh doanh hoặc bán với số lượng hạn chế, tập trung tại một số tỉnh thành phố phía Nam, sau đó lan ra các địa phương phía Bắc, gây ảnh hưởng đến tâm lý xã hội và đời sống sinh hoạt của nhân dân. Các bộ ngành cùng đơn vị liên quan đã có nhiều nỗ lực, tuy nhiên kết quả xử lý chưa có chuyển biến rõ nét. Tình trạng thiếu hụt xăng dầu cục bộ vẫn tiếp tục diễn ra, gây bức xúc cho người dân. Và để khắc phục tình trạng trên, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái đã ký công điện số 1085 của Thủ tướng Chính phủ về việc quản lý điều hành mặt hàng xăng dầu. Công điện gửi Bộ trưởng các bộ, Công thương, Tài chính, Thông tin và Truyền thông, Kế hoạch và Đầu tư, Công an, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Theo công điện, Thủ tướng yêu cầu Bộ trưởng Công Thương chỉ đạo ngay các thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu cung cấp đầy đủ xăng dầu cho thị trường trong nước, đảm bảo tuyệt đối không để thiếu hụt đứt gãy nguồn cung trong mọi tình huống, tăng cường kiểm tra giám sát việc bảo đảm tổng nguồn xăng dầu tối thiểu của các thương nhân theo đúng quy định, triển khai quyết liệt các giải pháp theo thẩm quyền để khắc phục tình trạng thiếu hụt xăng dầu cục bộ ngay từ hôm nay 12 tháng 11, đồng thời khẩn trương rà soát đề xuất sửa đổi bổ sung Nghị định số 95 về kinh doanh xăng dầu theo trình tự và thủ tục rút gọn. Việc sửa đổi phải đảm bảo khoa học hiệu quả, đáp ứng yêu cầu thực tiễn cho công tác quản lý nhà nước, hài hòa lợi ích của nhà nước, người dân và doanh nghiệp. Bộ trưởng Bộ Tài chính phối hợp các bộ ngành liên quan định kỳ trước ngày 20 hàng tháng rà soát tổng hợp thống kê chi phí liên quan kinh doanh xăng dầu và chủ động xem xét việc điều chỉnh theo quy định, bảo đảm sát với thực tiễn. Bộ Tài chính phải thực hiện ngay nhiệm vụ này để phục vụ kỳ điều hành giá ngày 21 tháng 11 tới đây. Thủ tướng cũng yêu cầu Bộ trưởng các bộ Công thương, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư nghiên cứu xử lý những khó khăn vướng mắc trong công tác quản lý xăng dầu dự trữ quốc gia, đồng thời hoàn thiện phương án nâng mức dự trữ quốc gia xăng dầu theo quy định. Các bộ ngành liên quan tăng cường kiểm tra giám sát, kịp thời ngăn chặn xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật đối với hành vi đầu cơ găm hàng, buôn lậu xăng dầu qua biên giới và hành vi vi phạm khác trong kinh doanh xăng dầu. Đồng thời tạo điều kiện để doanh nghiệp duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh, bảo đảm nguồn cung xăng dầu và an ninh năng lượng quốc gia. Sáng nay, Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ tiếp tục phiên họp lấy ý kiến thông qua nội dung dự thảo các tờ trình tại kỳ họp thường lệ cuối năm của Hội đồng Nhân dân thành phố. Phiên họp do ông Trần Việt Trường, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố chủ trì. Tại phiên họp, các đại biểu đã thảo luận đóng góp các dự thảo tờ trình về sửa đổi bổ sung nghị quyết số 03 của Hội đồng Nhân dân thành phố quy định mức thu miễn giảm các khoản phí lệ phí trên địa bàn thành phố Cần Thơ và việc ban hành mức chuẩn trợ giúp xã hội. Mức trợ giúp xã hội và đối tượng trợ giúp xã hội trên địa bàn thành phố Cần Thơ. Danh mục các dự án cần thu hồi đất và chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa dưới 10 hectare trong năm 2023. Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực nông nghiệp. Về quy chế quản lý kiến trúc quận Bình Thủy, quy định nội dung mức chi thực hiện đề án xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021-2030. Bổ sung nội dung mức chi tổ chức các kỳ thi, cuộc thi, hội thi trong lĩnh vực giáo dục đào tạo. Thành viên dự họp cũng cho ý kiến các tờ trình về việc đặt tên đổi tên đường và công trình công cộng, về việc ban hành danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể dục thể thao và du lịch. Cuộc họp còn thảo luận xin ý kiến thành viên Ủy ban Nhân dân thành phố về quy định tiêu chí xét duyệt hồ sơ đề nghị thành lập văn phòng công chứng, điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết mạng lưới bến bãi đổ xe công cộng trên địa bàn thành phố Cần Thơ đến năm 2030 được Ủy ban Nhân dân thành phố phê duyệt năm 2017. Thưa quý vị và các bạn, nông nghiệp, nông dân, nông thôn là một trong những vấn đề rất được lãnh đạo thành phố Cần Thơ quan tâm. Trong hội nghị đối thoại với hội viên nông dân sáng qua, ông Trần Việt Trường, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ, thông tin ý tưởng để hội viên nông dân có thể thuận lợi gặp gỡ, trao đổi trong thời gian tới.
Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố cho biết, việc gặp gỡ trao đổi tiếp tục được quan tâm trong năm 2023 cũng như thời gian tới. Thành phố nghiên cứu thêm các hình thức không chỉ trực tiếp, trực tuyến từ trụ sở cấp thành phố mà có thể đến tận quận, huyện, xã, phường để nhiều hội viên, nông dân tham gia. Lãnh đạo Ủy ban nhân dân thành phố cũng đã có chỉ đạo cho văn phòng ủy ban rồi. Là có cái là sẵn sàng gặp gỡ, gọi là cà phê cuối tuần cũng được, gặp nhau. Cứ có cái việc gì thông qua hội nông dân thành phố, có đại diện lãnh đạo ở các nơi là hợp tác xã đây, đại diện các bà con nông dân đây muốn gặp là chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố trao đổi một số việc cụ thể thì chúng tôi sẵn sàng. Hoặc là về các cái mô hình sản xuất của bà con, sẵn sàng đi là xuống thăm mô hình rồi gặp gỡ trao đổi rồi cùng là tháo gỡ khó khăn rồi bàn bạc các cái giải pháp để phát triển mô hình luôn. Ở Cần Thơ, diện tích nông nghiệp khoảng 80%, còn lao động nông nghiệp chưa đến 30% trong cơ cấu lao động của thành phố. Khu vực này duy trì tốc độ tăng trưởng liên tục ngay trong khi dịch bệnh và phục hồi khá nhanh sau khi dịch bệnh được kiểm soát. Tạo kênh thuận lợi, gặp gỡ, trao đổi, phần nào cho thấy lãnh đạo thành phố đặc biệt quan tâm đến việc triển khai các chính sách tam nông, nâng cao chất lượng đời sống bà con nông dân. Giá heo hơi hôm nay tại các tỉnh phía Nam bất ngờ giảm từ 1 cho đến 2.000 đồng mỗi ký sau nhiều ngày tăng giá. Giá heo hơi tại khu vực miền Nam đang dao động trong khoảng 51.000 đến 57.000 đồng một ký, giảm từ 1.000 đến 2.000 đồng một ký so với ngày hôm qua. Thời gian qua, giá heo hơi biến động giảm, nhưng giá thức ăn chăn nuôi và giá vật tư đầu vào của ngành chăn nuôi vẫn không giảm. Chỉ còn gần 3 tháng nữa là đến Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, nhu cầu thực phẩm cho ngày Tết cũng sẽ tăng lên, trong đó có nhu cầu sử dụng thịt gia súc, gia cầm. Vì vậy, hiện nay người dân chăn nuôi cũng chuẩn bị nguồn thịt cung ứng cho người tiêu dùng đón Tết. Thưa quý vị, mặc dù giá thức ăn chăn nuôi tăng liên tục làm giá thành nuôi heo đội lên đáng kể, nhưng bằng nhiều giải pháp, các trang trại và hộ nuôi ở Cần Thơ vẫn duy trì và kịp tái đàn để có lượng thịt phục vụ cho Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán năm 2023. Và qua rà soát của ngành nông nghiệp thì sản lượng thịt heo sẽ đảm bảo cung cấp cho thị trường Cần Thơ từ đây đến cuối năm. Dù năm nay giá thức ăn chăn nuôi liên tục tăng, nhưng hộ anh Nguyễn Hoàng Ân vẫn cố gắng duy trì 20 con heo nái sinh sản. Anh đã tự phối trộn các nguyên liệu sẵn có ở địa phương để cân đối nguồn thức ăn và chủ động được nguồn heo giống nên đã hạ giá thành sản xuất. Dịp Tết Nguyên đán năm nay, anh Ân dự tính xuất chuồng từ 8 đến 9 tấn heo thịt. Nếu mà heo con nhà để ăn nuôi nái thì lời khoảng chừng 3 đến 500 ngàn. Còn nếu mà đi mua heo con mà 1 triệu 2 thì nếu mà nó thất thoát thì là lỗ hoặc là lời thảm không có lời. Ước tính của ngành nông nghiệp sản lượng thịt hơi các loại bình quân mỗi tháng cũng từ 3.000 đến 4.000 tấn. Theo Chi cục Chăn nuôi và Thú y, tổng đàn heo Cần Thơ hiện giờ khoảng 130.000 con. Thành phố cũng có 213 trang trại chăn nuôi heo với tổng đàn trên 29.000 con. Như vậy, có thể đáp ứng khoảng 70 đến 80% nhu cầu thị trường Cần Thơ. Do đó, dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán năm 2023, khả năng sẽ cung cấp đủ lượng thịt heo cho người tiêu dùng. Vấn đề hiện giờ là phải phòng chống dịch bệnh gia súc, không để hao hụt. Bên cạnh đó, hỗ trợ các hộ chăn nuôi heo kết nối tiêu thụ để có giá cả hợp lý. Cái hệ thống thú ly ở các quận huyện cũng như xã phường tăng cường cái công tác giám sát dịch bệnh, rồi tăng cường cái công tác kiểm tra, phối hợp kiểm tra về cái kiểm dịch vận chuyển động vật, sản phẩm động vật ra và nhập xuất trên địa bàn của thành phố. Rồi ngoài ra thì chúng tôi cũng có tổ chức lấy mẫu giám sát định kỳ đối với các cái bệnh truyền nhiễm. Đối với Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn thì đề nghị là cũng hỗ trợ tăng cường cái sản xuất nông nghiệp, rồi cầu nối giữa cái sản xuất tiêu thụ thì từ cái siêu thị, rồi các cái công ty cung cấp thì chất lượng hàng hóa, thì để đảm bảo cho cái này thì tôi đề nghị chỗ Sở Nông nghiệp với chỗ Sở Công Thương là phải phối hợp cái này cho nó tốt. Lãnh đạo thành phố Cần Thơ cũng đã chỉ đạo phải đảm bảo cân đối cung cầu mặt hàng thịt heo trong thời gian tới. Đối với các nhà phân phối, siêu thị, cửa hàng tiện lợi cũng cần hợp tác, ra soát sản lượng thịt heo đã ký kết hợp đồng với nhà sản xuất và hộ chăn nuôi để hạn chế thiếu hụt cục bộ, làm đột biến giá gây bất lợi cho người tiêu dùng. Thành phố Cần Thơ vừa có thêm 18 sản phẩm ô cốp sau khi Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt kết quả đánh giá xếp hạng sản phẩm chương trình mỗi xã một sản phẩm ô cốp năm 2022. Trong đó có 8 sản phẩm ô cốp đạt 4 sao, gồm sản phẩm chả cá tươi, chả cá hấp, khô cá hô ngũ vị, nem nướng, chả viên trứng cút của chủ thể Chương Văn Úc Ba.
đông trùng hạ thảo sấy thăng qua quấn xoa của công ty trách nhiệm hữu hạn đông trùng hạ thảo Cờ Đỏ Quấn Xoa, rượu mãn cầu Thới Hưng của chủ thể Vũ Văn Hiến, bưởi da xanh Thuận Phát của chủ thể Trần Thới Thuận, còn lại là 10 sản phẩm được công nhận OCOP 3 sao. Tính đến nay, Cần Thơ có 92 sản phẩm OCOP được công nhận, trong đó 58 sản phẩm được công nhận 4 sao và 32 sản phẩm được công nhận 3 sao. Quý khán giả thân mến, ngành rau quả Việt Nam tiếp tục đón tin vui khi Tổng cục Hải quan Trung Quốc đã ký nghị định thư cho phép nhập khẩu chính ngạch khoai lang, tổ yến vào nước này. Và đây sẽ là sản phẩm nông sản thứ 12 và 13 xuất khẩu chính ngạch vào thị trường Trung Quốc sau 11 loại trái gồm thanh long, nhãn, chôm chôm, xoài, mít, dưa hấu, chuối, măng cụt, dải và sầu riêng. Theo Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Phùng Đức Tiến, nhu cầu nhập khẩu tổ yến của thị trường Trung Quốc rất lớn, trong khi tiềm năng xuất khẩu tổ yến, yến sào của Việt Nam rất dồi dào, chất lượng tổ yến Việt Nam đã được khẳng định. Hiện nay, cả nước có trên 22.000 nhà nuôi chim yến, sản lượng yến của Việt Nam hiện đạt trên dưới 120 tấn, giá trị tương đương 450 triệu đô la. Đối với sản phẩm khoai lang, đây là một trong những loại cây trồng quan trọng của nước ta, tập trung nhiều nhất tại huyện Bình Tân, tỉnh Vĩnh Long, với diện tích trồng ổn định ở mức trên 13.000 hectare. Để chuẩn bị tâm thế cho việc đưa khoai lang xuất khẩu chính ngạch sang thị trường Trung Quốc, ngành nông nghiệp tỉnh Vĩnh Long đã tích cực hướng dẫn hỗ trợ nông dân xây dựng mã số vùng trồng sản xuất khoai theo tiêu chuẩn quy định. Theo Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh Vĩnh Long, đơn vị đã làm hồ sơ cho 22 mã số vùng trồng với diện tích hơn 500 hectare cho cây khoai lang xuất khẩu chính ngạch sang Trung Quốc. Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Cần Thơ vừa tổ chức lễ phát động thi đua chào mừng kỷ niệm 50 năm chiến thắng Hà Nội Điện Biên Phủ trên không, tháng 12 năm 1972, tháng 12 2022. Với chủ đề 50 ngày thi đua lập công quyết thắng, đợt thi đua nhằm giáo dục cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang thành phố về truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc, ý chí cách mạng, tinh thần quyết chiến quyết thắng và những chiến công oanh liệt của quân và dân ta trong chiến dịch 12 ngày đêm lịch sử. Khẳng định sự đúng đắn của đường lối chiến tranh nhân dân, quốc phòng toàn dân dưới sự lãnh đạo của Đảng và Bác Hồ kính yêu. Đồng thời xây dựng cho cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang thành phố có nhận thức đúng, tinh thần trách nhiệm cao, đóng góp nhiều công sức, trí tuệ cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Là quận trung tâm của thành phố Cần Thơ, Ninh Kiều có nhiều loại hình dịch vụ, trong đó giặt ủi đã có từ rất lâu. Thời gian gần đây khách sử dụng dịch vụ này có chiều hướng tăng. Sau khi dịch bệnh được kiểm soát, tình hình mua bán, may giá, làm dịch vụ giặt sấy ở cơ sở này trở lại ổn định và có xu hướng tăng. Riêng dịch vụ giặt sấy thì nơi đây làm được khoảng 5 năm. Cơ sở đã đầu tư 4 máy giặt, 1 máy sấy. Chủ cơ sở dự tính kế hoạch mở rộng theo đà phục hồi phát triển chung. Do là cái lượng mà nhân viên người ta đi làm á, thì người ta tập trung cho công việc nên người ta gửi đồ giặt mình nó cũng nhiều nữa. Em dự định là khoảng trong năm tới á, thì em sẽ mua thêm máy giặt khoảng 5 cái nữa, thì trong đó là 4 cái máy giặt với 1 cái máy sấy. Rồi em mở rộng cái diện tích mình ra thêm một chút nữa để có làm việc cho nó thoải mái, thuận lợi hơn, với lại thu hút cái khách nhiều hơn. Không chỉ ở trung tâm, đường lớn mà trong khu dân cư, khu nhà trọ cũng xuất hiện ngày càng nhiều cơ sở kinh doanh dịch vụ này. Không chỉ công nhân viên lao động, khách hàng sinh viên cũng sử dụng dịch vụ này ngày càng nhiều. Các bạn đều phải đi học sáng trưa chiều tối hoặc là công việc làm thêm của các bạn nữa. Thay vì ngồi đó giặt đồ rất là nhiều và cái mệt nên là các bạn thường là đem đồ đến tiệm để mà giặt chỉ có vài ngàn trên một ký thôi. Nên là đồ thơm, khô và tiết kiệm thời gian nữa. Sau dịch thì các cơ sở giặt sấy đều hoạt động bình thường. Có một số cơ sở mới phát sinh. Đa số bà con làm ăn cũng tương đối sinh lãi. Hiện nay trên địa bàn của quận Ninh Kiều thì có khoảng 34 cơ sở giặt ủi đã được cấp phép kinh doanh, chủ yếu là các hộ kinh doanh cá thể. Thì nói chung là đây là một cái loại hình dịch vụ mới mà chúng tôi theo dõi, thì trong khoảng 3 năm gần đây thì phát triển cũng khá mạnh trên địa bàn của quận Ninh Kiều. Tôi nghĩ rằng là cái này là một cái tín hiệu tích cực, nó vừa giải quyết được công ăn việc làm, nó vừa làm cho đa dạng các dịch vụ nó ngày càng khẳng định được cái quận Ninh Kiều là quận trung tâm, cũng như là thành phố Cần Thơ là cái thành phố trung tâm của vùng đồng bằng sông Cửu Long. Trước đây, dịch vụ giặt sấy hiếm khi được sử dụng để tiết kiệm chi tiêu. Giờ đây, nhiều người, kể cả sinh viên, cũng đã sử dụng dịch vụ này. Bởi yêu cầu thực tế cần tập trung hơn cho việc học, cho công việc hiệu quả hơn. Thu nhập tốt hơn
thì những dịch vụ cơ bản, giá cả phù hợp như vậy giúp tiết kiệm thời gian, sức lực để tái tạo năng lượng làm việc, đang có thể được xem là xu hướng tốt. Xin được chuyển sang các thông tin khác. Thưa quý vị, những ngày vừa qua, thông tin về các kỳ thi IELTS tại Việt Nam tạm dừng, khiến các thí sinh lo lắng về việc có ảnh hưởng đến việc xét tuyển có dùng chứng chỉ này tại nhiều trường đại học ở Việt Nam năm 2023. Và theo đại diện một số trường đại học thì việc tạm dừng thi chứng chỉ IELTS và chứng chỉ quốc tế khác trước mắt sẽ chưa ảnh hưởng nhiều đến tiến độ đào tạo tuyển sinh của các trường. Tuy nhiên, đối với những thí sinh có dự định đi du học hoặc xuất khẩu lao động, có thể sẽ bị ảnh hưởng và cần có tính toán phù hợp trong thời gian tới. Kỳ thi tuyển sinh đại học 2022, hàng loạt các trường đại học top đầu cũng như top giữa sử dụng các chứng chỉ quốc tế để xét tuyển khá nhiều. Thậm chí, với nhiều ngành học, đây là điều kiện tiên quyết để xét năng lực của thí sinh. Theo một số trường như Đại học Hà Nội, Đại học Ngoại thương thì các trường đại học vẫn còn khá nhiều thời gian để lên phương án tuyển sinh và dự kiến các phương án trong trường hợp hai hội đồng Anh và IDB chưa thể tổ chức thi IELTS trở lại cho thí sinh. Thưa quý vị và các bạn, giáo dục STEM là mô hình giáo dục dựa trên cách tiếp cận liên môn, học sinh vận dụng lý thuyết vào thực hành để thiết kế sáng tạo nhằm giải quyết các vấn đề trong cuộc sống. Năm học 2022-2023, giáo dục STEM được triển khai thí điểm ở 10 trường tiểu học của thành phố Cần Thơ. Tiết học STEM lớp 5A2 trường tiểu học Kim Đồng, quận Ninh Kiều với chủ đề Đèn pin bỏ túi. Mở đầu tiết học, cô giáo cho học sinh xem đoạn video với tình huống đặt ra là nếu vào buổi tối đang học bài bị cúp điện thì phải làm sao? Để giải quyết tình huống này, cô giáo vào phần chính của bài học là hướng dẫn học sinh cách làm đèn pin bỏ túi. Cô giáo làm thí nghiệm cho học sinh xem một mạch điện đơn giản phát sáng như thế nào, hướng dẫn các em tìm hiểu tác dụng của bóng đèn, mạch điện đơn giản, pin. Sau đó, mỗi nhóm học sinh thực hành làm đèn pin bỏ túi và cử đại diện trình bày sản phẩm của mình về cách làm và hoạt động của đèn pin. Qua tiết học STEM ngày hôm nay, em cảm thấy rất vui và hứng thú vì em có thể tìm hiểu và khám phá ra những kiến thức vô cùng bổ ích. Bản thân em và các bạn trong nhóm có thể tự làm ra một sản phẩm đèn pin bỏ túi. Bản thân tôi cần phải chuẩn bị đầy đủ đồ dùng dạy học, đồ dùng học tập cũng như những thiết bị phục vụ cho dạy học, ví dụ như là tivi, máy chiếu vân vân, để tạo cho không khí lớp học được sinh động. Tôi sẽ triển khai đưa ra những cái chủ đề để học sinh có thể tự mình trải nghiệm, thực hành và khám phá được kiến thức. Năm học 2022-2023, thành phố Cần Thơ có 10 trường tiểu học thuộc các đơn vị Ninh Kiều, Bình Thủy, Ô Môn, Thốt Nốt, Phong Điền được chọn triển khai thí điểm mô hình giáo dục STEM. Giáo dục STEM được triển khai qua từng bài học, từng chủ đề dựa trên cách tiếp cận liên môn, giúp học sinh ứng dụng các kiến thức khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học để thực hành, khám phá, sáng tạo. Thành phố Cần Thơ là một trong 7 tỉnh thành được Bộ Giáo dục và Đào tạo chọn để triển khai thí điểm chương trình giáo dục STEM đối với cấp tiểu học. Thì Bộ Giáo dục và Đào tạo đã tổ chức tập huấn. Sau cái đợt tập huấn đó thì Sở Giáo dục và Đào tạo đã xây dựng kế hoạch mỗi trường sẽ triển khai ít nhất là 2 chủ đề đối với một khối trong một học kỳ. Đây là môn học định hướng cho học sinh các tư duy logic, vận dụng các kiến thức giải quyết vấn đề phát sinh trong cuộc sống ở tất cả các lĩnh vực. Ở học kỳ 1, mỗi trường sẽ chọn 2 chủ đề để đưa vào tiết dạy cho học sinh, đảm bảo mỗi học sinh được học, thực hành, làm việc nhóm để sáng tạo ra những đồ vật có ích cho cuộc sống. Theo các quy định mới của Tổng cục Đường bộ, trong phần thi cấp giấy phép lái xe ô tô sẽ có 3 phần gồm thi mô phỏng, thi lý thuyết, thi sát hạch trên sa hình và đường giao thông. 12 trung tâm đào tạo sát hạch lái xe trong thành phố đã đầu tư kinh phí để từng bước đáp ứng các yêu cầu này. Xác định đầu tư kinh phí để trang bị thêm máy móc thiết bị phục vụ cho phần thi mới, mô phỏng là yếu tố quyết định cho hoạt động đào tạo sát hạch lái xe. Từ đó các trung tâm đã có sự chuẩn bị. Trung tâm tập trung cho vấn đề ôn luyện và vấn đề là chuyên sâu cho từng học viên. Ví dụ như học hiện nay á, là trung tâm thường xuyên tổ chức lại các cái buổi vào ngày cuối tuần, thứ bảy và chủ nhật, để học viên đến đây học lý thuyết, ôn luyện về lý thuyết, về mô phỏng. Và sau đó học viên trực tiếp lên trên máy tính để thao tác. Để làm gì? Để học viên có thể thuần thục hơn trong quá trình điều khiển cái máy vi tính.
trước khi chúng ta bước chân vào thi tốt nghiệp cũng như là thi sát hạch? Em thấy phần thi mô phỏng thì nó cũng khó, nhưng mà nếu mà mình trau dồi kinh nghiệm hay là học chú tâm xíu thì sẽ biết được cái những khoảng cách mà cần tới. Trong thời gian học ở trung tâm thì các phương tiện cũng như máy móc của trung tâm mà em thấy rất là đảm bảo. Phần thi mới mô phỏng này được áp dụng đối với các học viên tham gia thi sát hạch lái xe ô tô hạng B1, B2 hay C hoặc nâng hạng với 10 câu hỏi ngẫu nhiên trong 6 chương trình của 120 câu hỏi tình huống. Đây là phần thi đầu tiên và nếu rớt phần này thì học viên không được tham dự các phần thi còn lại. Các cái cơ sở đào tạo cũng đã có giảng dạy, cũng có trang bị cơ sở vật chất đầy đủ và là giảng dạy cơ bản là rất là tốt. Thì hiện nay là mỗi một cái kỳ thi thì phần thi mô phỏng là thí sinh đạt từ 80 đến 85%. Đầu năm đến nay, các trung tâm đào tạo sát hạch lái xe trên địa bàn thành phố đã tổ chức được 50 khóa đào tạo lái xe mô tô, ô tô với gần 12.000 học viên theo học. Ngoài ra có 10 khóa thi nâng hạng dành cho đối tượng có bằng B2, tỷ lệ đậu đạt 85%. Thường xuyên rà soát cái giấy phép xe tập lái thì căn cứ theo cái chương trình đào tạo và cái tình hình giao thông thực tế trên địa bàn để mà cấp phép và cho phù hợp nhằm đảm bảo an toàn giao thông. Ngoài ra thì lực lượng thanh tra giao thông cũng cần phải tăng cường kiểm tra đối với các phương tiện tập lái lưu thông trên đường. Quản lý tốt hoạt động đào tạo sát hạch lái xe là một trong những giải pháp mà Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia đề ra nhằm góp phần giảm thiểu số vụ tai nạn giao thông đường bộ. Với số lượng trung tâm đào tạo sát hạch nhiều, quản lý tốt hoạt động này sẽ góp phần đảm bảo cho người dân được học luật và thi lấy giấy phép lái xe đúng quy định, hạn chế được những vi phạm dẫn đến tai nạn giao thông. Thưa quý vị, công trình nâng cấp cải tạo đường Trần Quang Diệu, phường An Thới, quận Bình Thủy được triển khai thi công từ cuối năm 2021 nhằm đảm bảo giao thông đi lại, vận chuyển hàng hóa và chống ngập cho hàng trăm hộ dân sinh sống cặp tuyến đường này. Tuy nhiên đến nay khi mặt đường đã được nâng cấp, đường cao ráo không ngập thì các hẻm cặp con đường này lại bị ngập sâu khi có mưa lớn hay triều cường. Đường Trần Quang Diệu trong đợt triều cường của năm 2019. Còn trong đợt triều cường vượt đỉnh 2022, con đường này đã được nâng cấp cao ráo. Đường chính thì không ngập, mà khoảng 10 con hẻm đấu nối ra đường và những trường học cặp trục đường này như trường tiểu học An Thới 2, trường trung học cơ sở An Thới thì lại ngập như thế này đây. Quy trình này bị làm ngược, không hiểu vì lý do gì nhẽ ra anh phải di rời cột điện xong rồi đặt hệ thống ống nước xong thì anh mới đi làm mặt đường. Nhưng mặt đường bây giờ anh làm trước để rồi bây giờ chờ rất là lâu mà mưa như này thì không biết bao giờ mới đặt được cái hệ thống nước mới. Cho nên là rất khó cho cái việc thoát nước của bà con. Tuy nhiên đã có đề nghị rồi nhưng mà khắc phục cũng rất là chậm. Công trình nâng cấp và cải tạo đường Trần Quang Diệu dài 1,25 km, điểm đầu giao với đường Cách mạng tháng 8 và điểm cuối giao với đường Đồng Ngọc Sứ. Tổng mức đầu tư trên 55 tỷ đồng từ ngân sách và là công trình trọng điểm của quận Bình Thủy. Chủ đầu tư và đơn vị thi công là công ty xây dựng Quốc Đại, không xử lý phần hệ thống cống thoát nước hai bên đường mà tập trung làm phần đường, nên đường làm xong không ngập mà hẻm lại bị ngập sâu. Chúng tôi cũng gặp khó khăn nhất định trong cái việc di dời các hệ thống cáp của các ngành kỹ thuật. Chúng tôi cũng đã chỉ đạo cho đơn vị thi công thực hiện cải tạo cái mặt phần mặt đường trước, rồi sau đó các cái phần hạng mục khác thì như là nâng cấp hệ thống vỉa hè, như là lắp đặt hệ thống thoát nước, rồi cải tạo hệ thống chiếu sáng và chúng tôi sẽ thực hiện đồng bộ sau. Chính vì chưa hoàn tất phần giải phóng mặt bằng đối với hệ thống điện và cáp ngầm, cáp viễn thông mà công trình nâng cấp cải tạo đường Trần Quang Diệu được triển khai phần mặt đường trước. Hệ lụy là phần đường xây xong, cống cũ, không phát huy tác dụng nên sẽ ra tình trạng ngập nghẹt kéo dài tại những hẻm kết nối ra đường. Phần cống được đơn vị thi công tập kết về công trình cũng đã lâu chưa lắp đặt, ảnh hưởng đến vệ sinh môi trường. Đã nâng cấp lên thấy khang trang và đẹp rồi, thấy là phấn khởi, mình đi qua lại thấy là vui. Ở bên cạnh đó còn cái mấy cái hẻm nó còn có cái là mưa xuống cái nó hơi ngập. Cũng rất mong bên dự án làm thông nước cho bà con đi lại. Chúng tôi đang phối hợp với các cái đơn vị có liên quan để phối hợp di dời cũng như là chỉ đạo đơn vị thi công tập trung các nhân lực nhân công để thực hiện công trình.
đang trong mùa mưa bão triều cường, các hẻm cặp đường Trần Quang Diệu sẽ còn bị ngập nghẹt kéo dài bởi hệ thống cống thoát nước chưa được lắp đặt. Đơn vị thi công và chủ đầu tư dự án cần khẩn trương khắc phục tình trạng ngập do công trình được triển khai theo kiểu làm đường trước, làm cống sau. Đến đây chúng tôi kết thúc chương trình thời sự tối nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Cần Thơ. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.